Vinfast đã biến xe Vinfast thành một đố đồng nát. Chương trình đổi cũ lấy mới là cách móng phạm nhật vượng mua của kẻ chán bán cho người thèm, mục đích là đẩy nhanh doanh số. Theo khảo sát của thời báo .d những người mua xe Vinfast là do nghe quảng cáo mà bị Vinfast đánh vào lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên, theo như một số người đã từng sở hữu xe Vinfast thì xe này làm cho họ thất vọng sau khi mua. Việc bán sang tay xe VinFast ban đầu khá dễ dàng vì nhiều người vẫn còn dính bẫy, yêu nước và lòng tự hào dân tộc ảo mà VinFast đang khởi dậy. Nhưng người không đủ tiền mua xe thì mới họ thường mua xe cũ. Thế rồi những người này cũng thất vọng sau khi đã được sở hữu những chiếc xe cũ này. Đây là hình ảnh VinFast không thành công với xe xăng dù đã thuê David Beckham quảng cáo Chính vì thế, chính sách đổi cũ lấy mới ban đầu thực hiện khá suôn sẻ, nhưng càng về sau càng bất cập, bởi người muốn tống khứ xe VinFast thì nhiều, mà người tìm mua xe cũ lại ít dần. Điều này làm cho VinFast ôm hàng cũ của mình mà khó có cách nào tống khứ đi cho hết được. Vào ngày 12 tháng 12, VinFast đã thông báo dừng mua bán xe cũ. Khi thông báo này được công bố, một số người đang sở hữu xe VinFast cho Thể báo đ biết họ muốn bán xe cũng khó bởi xe VinFast hiện nay ít có đại lý mua bán xe cũ nào chịu mua lại hoặc mua lại nhưng ép giá làm cho chủ sở hữu lỗ rất lớn. Loại xe mà bán lại không ai thèm mua thì được giới buôn xe gọi là xe đồng nát bởi giới mua xe cũ về dùng cũng lắc đầu thì họ bỏ phế còn khó tránh khỏi. Hiện tượng này giống như đã xảy ra với ô tô xe máy của Trung Quốc trước đây. Những người mua xe cũ họ thà mua xe cũ của Nhật có giá cao hơn một chút nhưng chất lượng tốt và họ không bao giờ mua xe cũ của Trung Quốc tuy rẻ nhưng không sử dụng được. Cho nên xe Trung Quốc trước đây hầu hết qua tay một đời chủ rồi đi thẳng ra bãi phế liệu. Với việc VinFast từ chối mua xe cũ thì có thể nói đây chính là hành động làm cho xe hiệu VinFast màu chóng đi vào các bãi phế liệu nhanh hơn xe Nhật và xe Hàn Quốc đang có trên thị trường. Vì thế hiện nay những người Việt Nam ôm xe VinFast thì nên giữ lại trong nhà vì mợ bán cũng ít có người muốn mua. Và nếu không muốn dùng nữa thì cũng rất khó đẩy sang tay cho người khác để thu hồi phần nào giá trị tiền đã đầu tư trước đó vì đã chót dại lòng yêu nước. Đây là hình ảnh VinFast không thu mua xe cũ nữa. Xe xăng VinFast đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp. Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam và trên thế giới chưa sẵn sàng chuyển đổi xe xăng vẫn đang làm vua bởi giá xe xăng dầu đã giảm đi rất nhiều bất chấp chiến tranh Nga và Ukraine. Việc dùng xe xăng rất tiện lợi bởi trạm sẵn xăng xuất hiện khắp nơi nên chủ xe có thể đi xa mà không sợ bị cạn năng lượng. Trong khi đó xe điện chưa có hạ tầng trải khắp như xe xăng. Tại Việt Nam xe Tesla cũng được nhập về nhưng số lượng thì cực ít vì nhu cầu của người dân chưa nhiều. Công dụng của xe điện đã bị thổi phòng Nhà sản xuất chỉ đánh vào yếu tố bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ngay cả người Mỹ cũng không nhiều người ý thức được yếu tố môi trường. Họ chú ý đến yếu tố thuận tiện nhiều hơn. Ngay cả xe Tesla khi về Việt Nam cũng chỉ là loại xe bán cho người sưu tập. Chứ dân sử dụng ô tô hàng ngày khó chuộng loại này. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của hãng xe Vinfast. Vinfast là một dòng xe rất non trẻ. Họ có thể làm xe chưa tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là thiện trí và ý thức cầu tiến, biết cải tiến để nhận lỗi sai và khuyết điểm để khắc phục. Còn ứng cử theo kiểu ém đi thông tin, rất giống với cách hành xử của chế độ Cộng sản, làm người tiêu dùng thông minh phải đặt câu hỏi rằng tiền họ bỏ ra nhưng khi gặp phải các lỗi do nhà sản xuất, liệu họ có được bồi thường thỏa đáng hay không? Hàng loạt vụ xe VinFast bị cháy nhưng chưa thấy VinFast xử lý thỏa đáng mà chỉ thao túng báo chí để ém nhẹm đi những thông tin và vụ việc ấy. Ngay cả những người sử dụng xe VinFast bị than hóa cũng vậy. Trở lại việc VinFast không hỗ trợ mua xe cũ của họ nữa thì rõ ràng khách hàng cũng nên cân nhắc. Mua một chiếc xe có giá trị rất lớn so với thu nhập bình quân của người dân nên khi cần họ muốn họ có thể bán lại vừa ít lỗ vừa dễ bán. Như vậy át hẳn không ai chọn xe VinFast cả vua giữ giá Việt Nam là thương hiệu nào, chắc ai cũng biết, đó không phải là VinFast mà là một hãng ô tô lớn nhất nhì thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Sốc VinFast biến xe VinFast thành đồng nát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời Báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin gà Vinfast bại liệt ngay khi chui ra khỏi vỏ trứng liệu gà què có chiến được đại bàng hay không có thể nói Tesla là tỷ phú Elon Musk đang là ông vua xe điện trên thị trường Mỹ ngay cả trên thị trường thế giới cũng vậy Tesla cũng đang là hãng ô tô điện dẫn đầu tại Mỹ, xe điện chủ yếu là Tesla. Tại Trung Quốc, Tesla là ông lớn đang cạnh tranh với các hãng xe điện tại địa phương này. Tesla trưởng thành và vững vàng từ Mỹ, rồi đem quân đi đánh xứ người, nghĩa là ông Elon Musk phải đứng vững trên sân nhà rồi mới dám xâm nhập nhà hàng xóm. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng của Việt Nam thì lại khác. Xe điện Vinfast chưa đứng vững trên thị trường Việt Nam, thì ông đã vội vàng đem quân xâm lược nước Mỹ như vậy. Liệu ông có thắng được hay không? đang là một câu hỏi đặt ra, trong khi có những tháng xe điện của VinFast bán tại Việt Nam chỉ có 5 chiếc. Đây là hình ảnh của VinFast xây dựng là như thế này. Tại Việt Nam, những vụ bê bối liên quan đến xe xăng đều bị ông Phạm Nhân Vượng cho ém nhẹm. Giờ đây, xe điện chưa phổ biến trên thị trường, không biết những khuyết điểm của xe điện VinFast đã xuất hiện hay chưa. Hay là ông Vượng cũng giỏi dùng chiêu ém như đã từng làm với xe xăng thị trường Việt Nam quá là dễ tính nhưng lỗi cực kỳ nghiêm trọng như làm than hóa cả tài xế đã xảy ra với xe Vinfast ở Vĩnh Phúc mấy tháng trước mà Vinfast vẫn không hề hấn gì nếu chuyện xảy ra ở Mỹ thì Vinfast đã sập tiệm rồi vì bị tẩy chay và sẽ dính đến luật pháp nước sở tại tuy nhiên tại Việt Nam không coi trọng sinh mạng người dân và không thượng tôn pháp luật nên những chuyện động trời như thế lại được ông vượng hồ biến mất coi như không có chuyện gì xảy ra. Đó là nỗi bất hạnh của người dân Việt Nam. Gần đây, một tài khoản có tên là Tom đăng trên trang YouTube vào ngày 3 tháng 12 một đoạn video dài hơn 20 phút cho thấy xe VinFast 8 của hãng VinFast bị vô cùng nhiều lỗi. Chủ yếu là lỗi phần mềm khiến xe không chạy được, không điều khiển được. Như vậy thì VinFast chỉ mới nộp đơn e tại Mỹ mà xe thì đã là sản phẩm què quạt trên đất Mỹ. Tại Việt Nam, thông tin thì bị bưng bít, nên báo chí tha hổ ca tụng VinFast. Tuy nhiên, khi sang đến Mỹ để cạnh tranh với Tesla của Elon Musk và sản phẩm như thế, thì VinFast chẳng khác nào con gà con với mổ vỏ quả trứng bước ra hít thở không khí Mỹ, nhưng đã là một con gà quẻ. Vậy thì, gà què VinFast làm sao chiến đấu lại với đại bàng Tesla đây? Đấy là câu hỏi dành cho ông Phạm Nhật Vượng cần phải có sự trả lời. Đây là hình ảnh Tom Pen review lỗi của xe VinFast 8. Với màn chào hàng như vậy, rất khó để VinFast tồn tại trên đất nước Mỹ. Với màn bán hàng như vậy, thì liệu người Việt Nam tại Mỹ có chấp nhận bỏ tiền ra để góp vốn với VinFast hay không? Những thủ đoạn bóng phạm Nhật Vượng đã sử dụng tại Việt Nam thì rất khó có thể ông thực hiện trên đất Mỹ, mặc dù ông được Đảng Cộng sản Việt Nam rất ủng hộ, báo nhân dân thường xuyên đăng tải. Việc đưa một sản phẩm lỗi nghiêm trọng như thế ra thị trường là bước chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp của ông lớn ô tô tại Việt Nam. Tại Mỹ không chỉ có đại bàng Tesla mà còn có đại bàng ẩn mình khác những ông lớn ô tô thế giới như Ford, GM, Volkswagen, Mercedes, BMW, Nissan, Hyundai vân vân cũng đang chuẩn bị tư thế để tung hàng ra tham gia cuộc chơi. Một khi những đại gia xe xăng vào cuộc thì e rằng lúc đó thị trường Mỹ sẽ đẩy dẫy dấu vết những bản chân của các gã khổng lồ đến lúc đó gà què viên phát liệu có trụ được hay không hay sẽ bị dẫm nát đầy. Nếu viên phát mà thành công đối với xe xăng thì người ta cũng sẽ tin tưởng vào loại xe điện của hãng này. Nhưng xe xăng đã thất bại thì rất khó có thể lấy được lòng tin của khách hàng ở mảng xe điện này. 4 năm làm xe xăng cho thấy những khiếm khuyết đang lộ ra ngày một rõ. Lẽ ra VinFast nên hiệu chỉnh tốt đối với xe điện nhưng thực tế cho thấy Xe điện đang dẫm đền vết xe đổ của xe xăng Nó hứa hẹn một tương lai tệ hại chẳng kém gì Đây là hình ảnh liệu ông Phạm Nhật Vượng có lèo lái VinFast trụ nổi trên đất Mỹ hay không Nếu VinFast làm được xe tốt, biết tôn trọng khách hàng, biết lắng nghe những phản ánh Thì thái độ của người Việt Nam đối với xe VinFast này đã khác Trong thị trường ô tô có rất nhiều lựa chọn Nhưng không lý do gì chọn một loại xe mà chủ của nó thiếu tôn trọng khách hàng như VinFast. Đây là thị trường tự do mà VinFast lại xử sự với khách hàng theo cách của độc tài, thì rất nhiều khách hàng sẽ xa lánh. Với thị trường trong nước, ông Phạm Nhật Vượng kiểm soát truyền thông dễ dàng, nhưng tại thị trường Mỹ, ông Vượng có làm được như ở Việt Nam hay không? Cho nên VinFast khó chiến lại với đại bàng nếu không tự chữa được đôi chân quẻ của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Gà viên phát bại liệt ngay khi chui ra khỏi vỏ trứng, liệu gà que có chiến được đại bàng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm